Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Siêu Sứa Cỏ Hải Dương. Thì trong video mới nhất trong ngày hôm nay thì em tiếp tục và lên sóng giới thiệu tới anh chị và các bạn về một cái mẫu xe Toyota Innova. Đây là phiên bản G anh em nhé. Thì với cái tầm tiền là 275 triệu đồng là anh chị và các bạn có thể sở hữu ngay cái mẫu xe này rồi. Thì chiếc Innova màn hình nhỏ của chúng ta đang xem đây là một mẫu xe được sản xuất vào năm 2008. Đây là phiên bản form mới, có trang bị hai túi khí và la răng chữ Y rồi. Cản bắt đầu sốc trước là cản bắt đầu sốc form mới của đời 2010, 2011, 12 rồi anh chị nhé. Thì với mẫu xe này thì em cam kết cho các bác là xe không đâm đụng, không tai nạn, không thủy kích, và là một mẫu xe không có chạy taxi dịch vụ anh em nhé. Xe rất là đẹp luôn, biển số 14A06700. Đấy thì với mức giá bán bên em đang chào bán mức giá là 275 triệu đồng. Với phân khúc giá dưới 300 triệu có một mẫu xe 7 chỗ ngồi rất là bền bỉ của thương hiệu Toyota. Thì quý vị anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu mà đang có nhu cầu quan tâm đến mẫu xe này thực sự thì anh em có thể alo trực tiếp cho em Minh qua số hotline là 0852 555 555 và kết nối cho em qua số Zalo để em gửi hình ảnh chi tiết cho anh chị và các bạn cùng xem nhé. Thì nói về Innova thì nó vẫn là một cái mẫu xe 7 chỗ ngồi rất là thích hợp cho quý anh chị và các bạn mua về để phục vụ đi trong gia đình, hoặc anh em có thể mua về để có thể chạy dịch vụ trên cái mẫu xe này, hoặc có thể là cho thuê tự lái. Đấy, xe thì với phân khúc dưới 300 triệu đồng, giá dưới 300 triệu đồng nhưng mà nó có quá là nhiều những cái tiện lợi để dành cho anh chị và các bạn. Thứ nhất là để về độ, nói về cái độ bền của em nói thì cái dòng Innova này thì bền cực kỳ là bền luôn. Và cái thứ hai là ngồi lên Innova mà chạy thì gần như là chúng ta sẽ có một cái cảm giác ngồi đầm xe chắc chắn và khỏe. Có thể cõng được 7 người ngồi mà trong khi đó vẫn rất là khỏe, có thể neo đèo neo dốc được thoải mái. Về độ bền của máy của Innova, động cơ của xe là 2.0. Đấy, thì mức tiêu hao nhiên liệu của dòng Innova này chỉ 9 lít đến 10 lít trên 100 km thôi. Đấy. Cho nên là anh chị và các bạn sử dụng cái dòng xe này thì hoàn toàn là yên tâm về cái mức tiêu hao nhiên liệu nhá. Xe được cái là không taxi, không dịch vụ nữa, cho nên là nó cũng khá là đẹp luôn. Và cửa hàng em thì bây giờ cũng vãn xe rồi và em đang hiện tại đang cần thu mua rất là nhiều những dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng với phân khúc giá là 400 triệu quay đầu. Quý vị anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu bán lên đời xe hoặc bán để giải quyết công việc thì anh chị và các bạn alo ngay cho em Minh qua số hotline 0852 555 555 anh chị nhé. Và bây giờ thì em sẽ vào bên trong chi tiết nội thất xe để cho các bác cùng xem về cái mẫu xe này. Thì trước khi đến nội thất thì anh em có thể là xem qua một vòng cuối này về cái phần form xe của em nó này. Sơn xi rất là bóng đẹp nhá, sơn màu bạc. Đấy, xe có trang bị màn hình DVD và camera nùi đầy đủ rồi. Tất cả những hệ thống đèn đóm của xe vẫn còn rất là đẹp, sáng choang luôn. Lốp nắp thì còn dày đến 95% anh em nhá. Và la răng của nó là la răng nguyên bản theo xe này, la răng chữ Y form mới này. Đấy, la răng nó rất là đẹp luôn, lốp nắp dày, rất là dày luôn. Đăng kiểm thì còn dài đến tháng 5 năm 2021. Và chiếc xe này là mang tên tư nhân nhá. Và máy số thì cam kết cho các bác máy số còn zin luôn. Máy số còn zin các bác ơi, các bác yên tâm là máy số còn zin. Thì về bên trong nội thất của em nó đây, một cái màu nội thất rất là đẹp, một nội thất màu kem. Nội thất nguyên bản theo xe này, 4 tắp ni vẫn là 4 tắp ni nỉ này. Đấy. Và cửa hàng em thì không nhặt những cái mẫu xe mà đâm đụng về để bán cho các bác đâu. Cho nên là các bác có thể là hoàn toàn là yên tâm sử dụng những cái mẫu xe mà bên em đang chào bán nhé. Và thời điểm này thì rất là khó mua xe, cho nên là các bác đang có nhu cầu mà mua những cái mẫu xe về để đi lại trong gia đình ấy, thì các bác hãy chốt cho mình một chiếc xe sớm nhé. Toàn bộ những cái mặt nhựa của nó còn rất là đẹp. Đấy, xe có trang bị hai túi khí này, túi khí bên phụ và túi khí vô lăng này. Vô lăng này nó chỉ hơi bẩn bẩn một chút thôi, cái này xịt bọt tuyết vào đánh đi nó còn đẹp hơn nữa. Đây, củ số của nó đây. Đấy, bệ tỳ tay đây. Đây là phiên bản G xịn và không có taxi, không có dịch vụ. Đấy, những cái mặt nhựa chi tiết rất là khăn khít với nhau luôn. Đấy, bàn đạp ga phanh này. Đó. Xe rất là đẹp, rất là bóng đẹp anh em nhá. Mua về là các bác chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Về đằng sau xe của em nó thì đây, chúng ta nhìn thấy là những cái mặt nhựa sau này nó không có những cái vết xước xoát. Đấy, nó không có những cái vết xước xoát gì cả.
Và dàn điều hòa của nó đây, dàn điều hòa xịn, zin theo xe các bác nhé. Trần là trần nỉ, trần trần nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, 275 triệu đồng thôi là quý cô bác anh chị có thể sở hữu được cái mẫu xe này rồi. Xe rất là tươi, gầm bệ chạy chắc cả lịch luôn anh em nhé. Thì những cái mẫu xe mà bên cửa hàng em đã tuyển về rồi thì anh chị và các bạn có thể yên tâm là sử dụng được ngay. Đấy, toàn bộ những cái bốn cánh táp ly của nó này, nội thất của nó rất là đẹp. Nội thất ghế da nhé. Keo chỉ này các bác nhìn này. Keo chỉ toàn bộ là zin nhá các bác nhá. Đấy, về phần trần này, trần nỉ này có hai dàn điều hòa này. Dòng Innova này thì rất là bền luôn. Anh chị mà sử dụng những cái dòng Innova thì có thể là yên tâm sử dụng luôn. Đó. Cốp kia của nó đây. Có nguyên vẫn còn nguyên sổ hướng dẫn sử dụng của hãng nhá. Đấy. Có hai ngăn này. Một phần ngăn của cốp nữa này. Đó, trần đây. Trần nỉ khá là sạch sẽ. Và bây giờ thì em sẽ vào bên trong chi tiết về phần khoang máy của em nó để cho các bác cùng xem về cái khoang của động cơ của chiếc Toyota Innova phiên bản G được sản xuất năm 2008 form mới này. Và chiếc xe này bên em đang chào bán giá 275 triệu đồng nhá. 275 triệu đồng thôi. Quý anh chị và các bạn đang quan tâm thì có thể alo ngay trực tiếp cho em Minh. Sẽ lẩu máy lên cho các bác nghe tiếng máy này. Đó. Có trang bị ABS và hai túi khí an toàn đối với phiên bản Innova G form mới này. Máy nổ rất là êm anh em nhé. Đứng ở bên ngoài là không nghe thì cái tiếng máy nó rõ ràng đâu. Nghe tiếng máy nó bé tí luôn. Đấy, và em sẽ cho các bác xem qua phần khoang máy của em nó này. Đây, máy của em nó đây. Các bác có thể nhìn thấy này. Máy zin, cam kết cho các bác máy zin. À, những con ốc ở những cái kim phun ở bên trong này này còn nguyên bản luôn này các bác nhìn này. Đấy. Máy nổ rất là tròn máy và rất là êm luôn. Nóc điều hòa này vẫn còn zin này. À đây là củ phát. Xin lỗi các bác, củ phát. Rồi những củ lọc dầu này. Máy của em chưa có rửa giấy đâu nhá. Máy mà em vẫn để nguyên bản ở cao su chân máy. Ở cái phần chân máy bên trong này vẫn nguyên luôn. Cục ABS đây. Máy của nó thì đảm bảo cho các bác là máy zin. Toàn bộ cabo này vẫn còn bẩn bẩn theo năm tháng. Cái cabo thì vẫn bẩn bẩn theo năm tháng thôi. Thì sau cái video clip này thì bọn em sẽ đi vệ sinh lại một vòng cho nó sạch sẽ hơn. Hay toàn bộ những cái hệ thống rằng này, những con ốc này, những con ốc của cái chốt cabo này chưa có bị cựa ra một lần nào cả. Đấy, những con ốc này còn zin này. Toàn bộ cái hệ thống rằng nguyên bản luôn. Đấy, cabo chưa có mở anh em nhá. Cabo vẫn còn zin nguyên bản, chưa có mở luôn. Đây ạ. Đấy, các bác có thể nhìn thấy không? Cabo zin chưa có mở đâu nhá. Xe rất là sạch sẽ này. Đây này. Toàn bộ những cái rằng bệ tất tần tần tân mọi thứ bên em kiểm tra rất là kỹ rồi. Thì cửa hàng em thì không có mua những mẫu xe mà nó bị đâm đụng tai nạn ngập nước về bán cho các bác đâu. Cho nên là các bác có thể yên tâm và sử dụng nhá. Và em bán với mức giá là 275 triệu đồng là đã có bao gồm phí rút hồ sơ rồi. Thì anh chị và các bạn về chỉ cần việc bỏ ra tầm khoảng 5 đến 6 triệu đồng nữa là chúng ta có thể là ra tên được em nó nhá.